truyền quán hành đất đỏ, nhiều đêm dài mưa đỏ, nhưng ngày em nhớ tôi chăng. Mười năm tôi xa mãi trường yêu, mang theo bao hẹn hò, rời tuổi xanh học trò, dù đời còn lắm mộng mơ, dù biết bao giờ tìm về người cũ hoa xưa. Giờ đây nghe nói em đang vui say, kiều hoa lệ thành đô, vòng tay ngà đua mờ, cung hoa đêm sáng giờ, yêu em bao giấc ngủ, quay cuồng tim hát đam mê. Rồi chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em phối ghép Radiatong DS35B cùng với con Bioner SA7008. Thì cả bộ phối ghép này đô la có giá là 4.900.000, con Amly giá 4.500.000 quý vị. Thì mức giá chỉ 9.400.000 đồng thôi. Đô la sở hữu bass 30, một trung và một chép. Đô la này quý vị có thể kết hợp hát karaoke. Cái bộ âm thanh này thì quý vị chỉ cần ghép một con vang và một cái micro thì quý vị có thể hát karaoke gia đình, tiếng nó rất là hay. Thì đôi đi tông 35B này, lưới zin nha quý vị. Lưới zin ha. Hai hình nhau. Đây lưới zin. Thì em sẽ quay cho quý vị xem ha. Dòng này thì thùng gỗ lạng rất nặng nha quý vị. Thùng gỗ lạng của nó rất nặng. Rất đẹp luôn. Mặt phía trước các tiếng loa này quý vị, mấy cái quần quả này thì nó bẩn ha. Cái đó quý vị vệ sinh mới được. Gân đô la đối với những dòng ly tông này thì gân nó sẽ bị chay cứng nha quý vị, cho nên là em thay gân mút cho quý vị luôn. Mà gân này là gân xịn ha, gân mút xịn luôn, rất là mềm. Đấy, như cao su vậy. Đây thùng gỗ lạng rất là đẹp luôn. Thành quách phía sau nè quý vị ha, rất đẹp. Vuông thành sắc cạnh ha. Những cái vết chạy chạy này thì nó chạy thôi, phải có thôi ha. Đấy. Thì công suất là 80W 6 ohm. Máy in da băng. Mấy thùng này thì nó cực nặng rồi, dòng đi tâm này khỏi nói rồi. Rất đẹp ha. Đó. Tuyệt vời. Các tiếng loại ha. Zin chất âm. Nhạc vàng đánh bass rất là hay luôn. Đây, bên đây. Rất đẹp nha quý vị. Đô la có giá 4.900.000 quý vị, chuyển khoản đủ em bao ship nha, còn cọc COD thì em không bao ship nha quý vị, lưu ý. Đô la này nặng cho nên là phí ship nó cũng khá cao ha quý vị. Đấy quý vị thấy ha. Rồi ok. Vậy thôi, đơn giản thôi. Cả bộ chỉ có 9 triệu mấy thôi. Đấy quý vị, thêm vang với thêm micro hát karaoke vi vu thoải mái. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.